APT thì đã lên sọt hay chưa Thì các bạn biết là cái nhịp tăng này của APT Nó tăng từ 3 đô Nó lên tận là 20 đô Thì nó tăng cũng đến 7 lần đúng không các bạn Nó tăng cũng đến 7 lần Thì tại thời điểm hiện tại thì 3 ngày rồi Ờ... Uh... Uh, ABT thì nó quanh quần cái vùng là 18, 18 đô và hiện tại cũng là đang là khoảng 18 đô, thì ở trên cái sóng này thì nó chưa gãy cản đâu các bạn nhá cái việc mà ABT nó có thể tăng lên là 25 đô là vẫn có đấy, thì uh, tầm này sọt thì vẫn là hên xui các bạn nó vẫn là hên xui nhá các bạn xem một số các tín hiệu này ví dụ MDCD ở đây các bạn vẫn thấy nó 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 kh còn khá là mở nó còn chưa uh, chưa chưa cái đường màu xanh ấy nó chưa chạm cái đường màu màu màu, vàng ấy thế là chưa có sóng đâu các bạn chưa có sóng thậm chí thạch vào cái khung thời gian ngắn hơn nhá khung thời gian 2 giờ đi Khung thời gian 2 giờ thì đúng là nó có sóng đấy các bạn. Bạn lướt SCAP ở đây là bạn có thể lướt được quanh cái vùng là khoảng tầm 19, 20 Đấy để bạn stop loss ngắn thôi nhé bạn nhé. Nếu đánh scalp này ví dụ như là tầm này 18 các bạn chấp nhận là stop loss khoảng tầm uh, một một hơn một đô gì đấy thì còn được. TP thì đây uh, nó 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 có sóng trong uh, đây có sóng giảm một giờ này, đấy nó đang có sóng giảm một giờ thì uh, thì sau đại chúng ta đánh scalp thôi còn kiểu là một cái xu hướng giảm mạnh ấy chưa có đâu bạn nhé dụ không thời gian bốn tám giờ này chưa có một cái xu hướng giảm mạnh đâu chưa có các bạn nhìn thấy là nếu mà nó một cái xu hướng giảm mạnh ấy thì nó phải đóng đến ở dưới cái vùng là 17 đô và thậm chí là đóng đến dưới cái vùng là 15 đô nhưng hiện tại chưa các bạn hiện tại chưa nên là các bạn hết sức cẩn thận đối với ATP trong cái cái giai đoạn này Đấy, nó tăng thì nó tăng kinh khủng Còn nó giảm thì uh, hiện tại thì nó cũng đã có một số sóng rồi Nhưng mà chưa phải là mạnh đâu nha các bạn nhé Nó mới chỉ có sóng trong sóng 2 giờ Nếu mà các bạn nào mà vào trong sóng 2 giờ Thì chúng ta nếu mà có tín hiệu tăng trên sóng 2 giờ Chúng ta phải thoát nó ra Đấy nên là các bạn à, cẩn thận uh, trên khung thời gian là 12 giờ cũng chưa có sóng giảm đâu các bạn cái đường trên line nó vẫn, vẫn vẫn tăng tăng này này nếu mà nó phải đóng đến dưới 10, 17 các bạn 17 đấy thì mới gọi là À, là một cái xu hướng có cái sóng giảm ngắn hạn à, trên khung này thế nhá à, nói chung là các bạn vào ấy à, tầm này thì cứ scalp trước đã à, nó quay xe phát thì mình phải làm sao quay xe tại vì bitcoin nó vẫn đang là làm sao đang uh, đang đang tăng ấy có thể đến 24, 25 ấy nên là cái này chưa thể nói trước được các bạn các bạn có câu hỏi về bất kỳ đồng coi nào hãy comment nhé